皆さんのことが好きです。皆さんのことが嫌いです。OK。khi mà chúng ta muốn nói yêu ai đó, thích ai đó, ghét ai đó, chúng ta dùng tính từ gì nhỉ? 好き嫌い phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ dựa vào hai tính từ này mà chúng ta sẽ học nâng cao thêm một chút nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào phần ghét trước nhá. Khi mà muốn nói ghét cái gì đó thì chúng ta dùng が嫌いです phải không nào? 例えば彼は犬が嫌いです。Và chúng ta có thể dùng một từ khác nữa, không phải là tính từ mà là động từ, đó chính là 嫌う, 嫌う. Khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải chia nó sang dạng 嫌っている hoặc là dạng 嫌っています, đó chính là hay anh ấy ghét chó. 彼は犬を嫌っている. 彼は犬を嫌ってます. OK chưa nào? Thêm một ví dụ nữa đó là thầy giáo đó ghét học sinh. あの先生は学生を嫌っている. Ngược lại, khi mà chúng ta muốn chuyển sang dạng bị động, tức là gì ạ? Bị học sinh ghét. Thầy giáo đó ghét học sinh thì ngược lại kiểu gì chả bị học sinh nó ghét. Thầy giáo đó bị học sinh ghét thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? あの先生は学生に嫌われている. あの先生は学生に嫌われている. OK, xong rồi nhá. Đó là cách sử dụng của 嫌う, 嫌います, 嫌っている, 嫌ってます. OK chưa?Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách nói yêu thích một cái gì đó. Tính từ đó là gì nhỉ? 好きです. Đúng nào? 好きです. Và chúng ta sẽ có động từ đó là 好く. 好く. 彼は犬が好きです. Tuy nhiên cái động từ 好く này thì chúng ta không nói kiểu dạng như là 彼は犬を好いてる. Nói thì cũng đúng ngữ pháp. Tuy nhiên nó rất là cứng, nó rất là cứng và người Nhật hầu hết là người ta sẽ không sử dụng cách nói này. Và chúng ta chỉ chia cái động từ sư cự này sang dạng bị động mà thôi. Bị động thì trong trường hợp này sẽ dịch là được, được chưa? Hay ví dụ, thầy giáo đó được học sinh yêu quý, yêu mến, được chưa? あの先生は学生に好く thì chúng ta chia là gì nhỉ? 好かれている好かれています OK chưa? Lại một lần nữa nhỉ? あの先生は学生に好かれています。OK chưa nào? Đơn giản phải không? Ngoài ra còn một tính từ nữa đó là 好む. 好むthì cũng ít sử dụng. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng nó thì chỉ có một ví dụ như thế này thôi. Anh ấy gì nhỉ? Ăn sushi vì yêu thích nó. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải nói như thế này. 彼は寿司を好んで食べます. 彼は寿司を好んで食べます. Ngoài ra cái động từ 好む này thì chúng ta để dạng ます, bỏ ますđi.Thì nó sẽ biến thành gì nhỉ? Danh từ, ví dụ konomi. Konomi masu đúng không? Bỏ masu đi sẽ thành konomi. Konomi nó là gì? Yêu thích cái gì đó. Nó là sở thích. Sở thích. Ví dụ kono aji wa watashi no konomi desu. Cái vị này là hương vị yêu thích của tôi. Được chưa nào? Hay là gì nhỉ? Konomi no iro to ka, màu sắc tôi yêu thích. OK, vậy là hôm nay mình đã dạy cho các bạn cách nói nâng cao của kirai và suki rồi phải không nào? OK, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới. Bye bye!